Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đến với kênh Ichimoku Thịnh Phát và đến với video nhận định thị trường của em An ngày hôm nay. Chúc quý anh chị nhà đầu tư một buổi sáng thật là sảng khoái, thật là tốt lành để chuẩn bị vào phiên giao dịch ngày mới ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thì đã điểm qua sơ về thông tin của thị trường thì các anh chị thấy là phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 23 tháng 1 là một phiên giao dịch cũng khá là gọi là ảm đạm khi chỉ số tiếp tục là bị điều chỉnh sau một cái phiên có thể nói là tạo một cái mẫu hình tương đối xấu, một mẫu hình đảo chiều ở trên những cái vùng đỉnh 80 của thị trường đó. Cái phiên ngày hôm qua thị trường ở đâu đó là cứ có cái diễn biến điều chỉnh giảm trong suốt phiên và cái nhịp kéo đến vào ATC cũng chủ yếu là đến từ nhóm ngành băng là chính, và đặc biệt là mã cổ phiếu Vietcombank kéo chỉ số vào cuối phiên rất là mạnh, đưa cái thời điểm là trong ATC đã kéo chỉ số lên tới tiệm cận lại cái vùng 1180-1181. Tuy nhiên là trong diễn biến đấy là nó hạ nhiệt dần và trở lại điểm cân bằng, đóng cửa ở vùng 1177.5, giảm đâu đó là 5 điểm so với phiên ngày 22 tháng 1. Đấy, điều đấy cũng cho thấy là bây giờ dòng tiền đã bắt đầu chững lại, không còn vào mạnh mẽ ở nhóm ngành băng, nhóm VN30 nữa. Với cái việc là đóng cửa thì nhóm VN30 chỉ có khoảng 5 mã xanh, còn lại 25 mã điều chỉnh đỏ. Và ngày hôm qua thì dòng tiền nó vẫn là lanh quanh ở nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng được tác động rất là nhiều, SHB nè, EIB, ACB, VPBank, Techcombank, STB, MBB, đó hầu như là những cái mã cổ phiếu nhóm ngành băng đều có bị góp phần ảnh hưởng tới chỉ số TPBank, CTG đó. Và bên cạnh đó là nhóm bất động sản cũng điều chỉnh rất là nhiều, DG này, Novaland đó. Các anh chị thấy là tuy nhiên đâu đó lên lói trong các nhóm ngành cũng có cái mã phân hóa, những cái mã có dòng tiền riêng, có câu chuyện riêng bật tăng. Đấy, như ngày qua anh chị thấy là nhóm dầu khí nè, nhóm đầu tư công này đã có những cái nhịp tăng rất là ngoạn mục trong phiên. VCG cũng tăng, BC1, đặc biệt là BC1 này, tăng đâu đó là cũng muốn lộ da tím luôn, 6,6% đó. VC, BBT, đấy những cái mã có câu chuyện riêng đó, đều có một cái vận động riêng của nó. Về diễn biến của thị trường thì em cũng đã có tóm tắt nhanh là thị trường sẽ vẫn sẽ có thể có cái kịch bản là sẽ duy trì cái nhịp điều chỉnh nữa, nó về lại những cái vùng đó là 1.70, 1.68. Ở đây sẽ là mở ra một cái chiến lược mua mới cho các anh chị đang cầm hàng cũng như là đang cầm tiền để đánh một cái nhịp ngắn trước Tết. Đó, đây là một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn thôi, chứ thực chất thì xu hướng của thị trường vẫn là xu hướng tăng. Thì sau cái quá trình tăng tốc khá là mạnh, tăng nước rút đến từ việc dòng tiền đổ dồn vào nhóm ngành băng liên tục, thì những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn, những cái nhịp điều chỉnh như thế này thì em nghĩ là một cách lành mạnh để cho dòng tiền có thể là cân đối, điều chỉnh lại cái hướng đi của mình, nó có sẽ tìm sang những cái mã chất khác, hoặc là có một đoạn cơ cấu nhẹ rút tiền chốt ngắn hạn đối với nhóm ngân hàng để tiếp tục duy trì cái sóng ngành ngân hàng trong thời gian tới thôi. Đây là một cái nhịp điều chỉnh khá là nhẹ nhàng, khá là tích cực, chứ không phải là nhịp điều chỉnh lao dốc thị trường Dow Jones. Nên các chị yên tâm ha, trong cái giai đoạn này thì chỉ số có điều chỉnh, có tăng có giảm thì cũng sẽ có một vài mã cổ phiếu, một vài nhóm ngành có câu chuyện riêng để cho các chị tham gia đó. Thì ở đây thì em đang muốn hướng anh chị tới nhóm ngành vận tải, đến từ cái câu chuyện là giá cước vận tải hiện đang tăng, cũng như là cái tình hình khó khăn của việc vận tải xuyên quốc gia, vận tải quốc tế ở cái khu vực Biển Đỏ, cái đảo Sinh Hoạt. Gần đây là cái diễn biến chiến sự ở đấy nó rất là rắc rối, khiến cho cái việc vận tải hàng hóa nó gặp nhiều trở ngại và cái chi phí cũng như thời gian nó tăng cao. Đó cũng là một yếu tố khiến cho nhóm vận tải gần đây có yếu tố dòng tiền đã quay trở lại, mặc dù thị trường cũng có những cái phiên giảm điểm và thanh khoản khá là ảm đạm. Đầu tiên đó là sự điểm sơ qua là cái mã VOS. Các chị thấy là hiện tại thì cái mã VOS này nó vẫn duy trì được trong một cái hộp giao dịch khá là an toàn, khá là chặt,
ở quanh cái vùng giá là 11.1 và 1.2, lên cái biên trên nào đó là 11.7 1.8 ở đây đó, nó vẫn duy trì ở trong cái biên như thế này, nên là các anh chị mình đang có hàng thì vẫn có thể tiếp tục nắm giữ để chờ những cái phiên bứt phá của VOS ra khỏi cái vùng hộp giao dịch để chúng ta có thể là tìm kiếm được lợi nhuận ở trong cái nhịp này. BVT ngày hôm nay cũng là có những thời điểm là cổ phiếu đã tăng giá để trong khung đồ thị giờ nè, đó đâu đó là từ lúc 1 giờ đầu giờ chiều là cổ phiếu đã có những cái vùng bật tăng rất là mạnh, nhưng đó là cuối phiên là bị điều chỉnh về trở lại cái vùng Kijun, cái vùng hỗ trợ của nó. Đó, nên là cái nhịp này thì cổ phiếu nó vẫn đang tích lũy cũng khá là chặt. Cái luồng nền đáy của nó cũng đang nâng lên rất cao rồi, chúng ta chỉ cần chờ những cái thời điểm dòng tiền tiếp tục tăng lên, tiếp tục đổ vào cái nhóm vận tải, thì những mã cổ phiếu như VOS hoặc là BBT sẽ có những cái nhịp bật tăng rất là tích cực. Đấy. Trong kỹ thuật thì chúng ta thấy nó vẫn còn đang ở trên mây nè, vẫn nằm ở vùng hỗ trợ, vẫn đang trong biên tích lũy khá đẹp, và cái vùng MA50 vẫn còn đang cách khá xa, và RSI cũng đang duy trì ở cái trên 50 cũng khá là tốt đối với VOS này. Tuy nhiên cái sự phân hóa ở đây em muốn nói đó là cái mã cổ phiếu HAH, các anh chị thấy là trong khoảng thời gian vừa rồi HAH nó vẫn đi theo một cái trend trend tăng, nó vẫn duy trì được cái trend tăng giá ở đây. Mặc dù là nó vừa mới bị có một hai phiên nó bị gãy nền, nhưng các anh chị thấy là cái thanh khoản nó vẫn duy trì ở cái mức vừa đủ chứ không có bị mất thanh khoản, cũng như là bị bán tháo khi nó vừa mất khỏi cái trendline tăng trong giai đoạn vừa rồi đó, có thể nói là chỉ là đánh gãy nền rũ. Có khi là dòng tiền nó sẽ rũ bỏ và nhà đầu tư đang đeo bám ở những cái vùng này, sau đó tiếp tục đi lên. Thì riêng con mã cổ phiếu HAH này thì em đặc biệt quan tâm, và có thể là có những cái vùng mua cho anh chị trong cái giai đoạn này. Thứ nhất, nếu anh chị mua lấy vị thế thì có thể là giải ngân ở quanh cái vùng nào đó là 33.4, 33.4 cho tới là vùng 33.75 hoặc là 33.8, xin lỗi, 38.4, vùng quanh cái vùng giao dịch này 38.4 cho tới cái vùng là 38.75, đó là cái vùng đó các anh chị có thể là mở mua lấy vị thế. Một cái lệnh mua đầu tiên, cái điểm mua đầu tiên ở đây. Trong cái trường hợp cổ phiếu nó có những cái vận động điều chỉnh thì thứ nhất là nó có thể về đâu đó là quanh cái vùng 36.8, 36.8, 37. Đấy, các anh chị có thể là chọn đặt cái vùng mua số 2 ở đây. Và cái điểm mua thứ ba nó sẽ đến khi là cổ phiếu về được cái vùng 36.8, 37 thì bắt đầu có những cái diễn biến bật tăng trở lại, điều chỉnh tiếp tục. Nó cứ bật tăng, nó điều chỉnh đâu đó trong phiên, trong tuần, và khi nó có cái thời điểm nó bật tăng mạnh lên vượt khỏi cái vùng giá ban đầu, vùng giá chúng ta mua ở vùng số 1 á là quanh giá 38, thì chúng ta có thể là tiếp tục giải ngân gia tăng và cầm đủ hàng khi mà có những cái phiên bùng nổ, phiên break out như vậy đó. Đó là một cái trường hợp, một trường hợp mà khi cổ phiếu nó có những cái nhịp rũ bỏ đầu tiên. Đấy, thứ nhất là mua ở quanh cái vùng giá 38.5 đấy, 38.7, 38.4, 38.5, 38.7. Rồi. Vùng số 2 là khi cổ phiếu điều chỉnh và quanh cái vùng giá 368, 37 và nó tích lũy ở biên này, ở vùng biên dưới, và cái thời điểm cổ phiếu bật tăng trở lại vượt được cái vùng điểm mua số 1 38.6, 38.7, chúng ta bắt đầu mua gia tăng đó, ở những cái phiên bùng nổ như vậy. Đó là trường hợp 1, khi cổ phiếu có những cái thời điểm nó rũ bỏ. Đấy, còn trường hợp 2 là trường hợp dòng tiền nó vào mạnh luôn, nó vào ngay trong tuần luôn, nó không có những cái nhịp rũ bỏ nữa,
Đấy, điểm mua số 1 vẫn là quanh cái vùng giá 38. 38.4, 38.5 cho tới là 38.7. Và vùng mua số 2 là thứ nhất là khi mà cổ phiếu nó vượt được cái vùng giá 39. 39.40. Đó, vùng mua số 2 ở trường hợp 2 là sẽ là khi cổ phiếu nó vượt được cái vùng giá 39 40. Đó, vượt ở đây chúng ta mua lần 2, và lần 3 thì sẽ là khi cổ phiếu nó vượt được vùng cái vùng giá 38 39 40, bắt đầu nó có những cái nhịp tích lũy loanh quanh ở vùng biên trên này. Và cái vùng mua số 3 sẽ là cái thời điểm cổ phiếu bứt phá lên hẳn cái vùng đỉnh ở cũ, có thể là sẽ là bứt phá quanh cái vùng giá 42, bứt phá khỏi vùng giá 42 43, cũng có thể là chỉ vừa bứt phá lên được cái vùng giá 41.5 41.8, với một cái thanh khoản vừa đủ, một thanh khoản lớn vừa đủ lớn để cổ phiếu bật mạnh đó, thì cái thời điểm đó là chúng ta bắt đầu mua những cái vùng mua số 3 cho cổ phiếu HAH này. Đấy, em nghĩ là sắp tới dòng tiền nó sẽ khả năng nó quay trở lại cái mã cổ phiếu HAH này. À, những cái mã gọi là phân hóa đó, so với nhóm ngành, nên có thể thấy là trong cung đồ thị tuần này, đấy, nó cũng đang giao cắt rất là nhiều lần với cái đường giao găm trong khung tuần. À, nó đã giao cắt ở đây rất là nhiều rồi. À, mặc dù là ở dưới đang có cái vùng khách sạn hút giá xuống, nhưng mà cổ phiếu vẫn không bị điều chỉnh, nó chỉ loanh quanh nó bám cái vùng giao găm này rất là lâu, một hai ba bốn năm tuần rồi. À, nên là cái xác suất mà nó đánh vượt luôn cái vùng giao găm này rất là lớn nha anh chị, nên là chúng ta vẫn có thể là giải ngân ở cái điểm mua số 1 ở trong cả hai trường hợp luôn, để chúng ta lấy vị thế quanh giá 38.4 và 38.5 cho tới là 38.7. Đó, cái quanh cái vùng đó chúng ta có thể canh là giải ngân, mở vị thế trước. Đấy, những cái khung đồ thị ngày và những khung đồ thị tuần thì cũng đang có những cái lợi thế, chúng ta có thể là mua trong phiên ngày mai để có hàng. Đấy, ở trong là khung đồ thị giờ, những khung ngắn này các nhìn thấy là ở phía trước đang có một cái giao găm vùng quanh giá 39 này, 39.3, nhưng cái vùng cản mây nó khá là mỏng, hai kiếm đang có dấu hiệu chập lại và có xu hướng là sẽ đi lên khi mà chỉ cần giá cổ phiếu nó có những cái nhịp tăng nhẹ vào phiên ngày mai. Đó là giá cổ phiếu sẽ đi lên và có những cái vùng nó vượt được cái vùng cản mây ngắn hạn ở đây, nó xuyên phá được cái vùng cản mây ba quanh giá 39 thì ok, có thể là bắt đầu một cái xu hướng mới cho tới khi đấy tiệm cận những cái vùng 39.3 39.5 trong vùng đồ thị H1. Đó, đó là những gì mà em mang muốn chia sẻ ra với anh chị trong cái video đầu ngày hôm nay, để cho các anh chị có thể là có một cái góc nhìn khách quan hơn vào thị trường, cũng như là có những cái cơ hội chúng ta giải ngân, chúng ta tìm kiếm lợi nhuận trong cái giai đoạn mà thị trường cũng đang là lình xình, đang có những cái dấu hiệu hạ nhiệt sau một cái chuỗi ngày tăng mạnh đến từ nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng. Nên là chúc các anh chị là có được những cái lệnh mua tốt, những mã cổ phiếu đem lại lợi nhuận cao cho các anh chị. Và những anh chị nào mà chưa đồng hành cùng với em An, hoặc là chưa được tham gia những cái nhóm khách hàng, nhóm cổ phiếu trading hay là cổ phiếu chiến lược của em An, thì có thể là liên hệ qua số điện thoại là 0938 327 086 trên màn hình. Em mong là các anh chị sẽ sớm và đồng hành cùng với em để tham gia những cái room khách hàng, để có những cái danh mục thật là tốt cho cái kỳ Tết lần này. Xin chào tạm biệt và chúc anh chị có một ngày giao dịch thành công.